Chiều nay ngày 22 tháng 9 năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để nghe Sở Chỉ huy các tiểu ban phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các địa phương báo cáo đánh giá tình hình sau gần 2 ngày nới lỏng giãn cách xã hội. Nhìn chung qua 2 ngày thực hiện nới lỏng giãn cách theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ đảng viên và nhân dân rất đồng tình ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo tỉnh trong công tác phòng chống dịch, mong muốn tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, đưa cuộc sống trở lại bình thường và mong muốn được sớm tiêm vaccine mũi 2 khi đến hạn. Sở Chỉ huy tỉnh, Trung tâm Chỉ huy huyện, xã và các sở ngành duy trì trực 24/24 để tiếp nhận, giải quyết khó khăn của nhân dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nguyễn Văn Được yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ quyết liệt 3 mũi giáp công, trong đó tập trung việc tiêm vaccine và đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Điều trị F0 thì chúng ta tổ chức là hai cái dạng. Một là nhà nước chúng ta tổ chức những cái bệnh viện thu dung ở một cái mức độ nó phù hợp với lại cái tình hình mới, chuyển trọng tâm từ nhà nước tập trung sang là người dân, người lao động và doanh nghiệp phải tự chủ trong cái chăm lo cho sức khỏe, hay nói cách khác là cho cái phòng chống dịch cho chính bản thân mình và cho chính doanh nghiệp mình. Tỉnh sẽ chỉ đạo, huyện sẽ chỉ đạo để thành lập các cái trạm y tế lưu động bên cạnh cái trung tâm y tế. Đồng chí cũng nhấn mạnh về quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lấy xã phường thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng chống dịch, gắn với việc phát huy vai trò của các tổ COVID cộng đồng và thực hiện đúng đầy đủ thông điệp 5T của Bộ Y tế, đồng thời ra soát hoàn chỉnh phương án giải phóng các bệnh viện dã chiến tại các trung tâm y tế một số địa phương để thực hiện chức năng khám chữa bệnh thường quy. Việc ra soát tầng 1, tầng 2, tầng 3 thì báo cáo chỉ thị thì Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo ra soát rồi. Tầng 1, tầng 2, cái nào còn, cái nào để thì báo cáo với các anh chị là chúng tôi đang rà soát. Từ đây đến 25 cây là chúng tôi sẽ vào chỉnh cái này. Tính đến 18 giờ ngày 21 tháng 9, tổng số ca nhiễm COVID-19 ghi nhận trong toàn tỉnh là 31.070 ca, trong đó có hơn 8.200 ca cộng đồng, còn lại là trong khu cách ly, khu phong tỏa. Tỷ lệ tiêm vaccine tiêm mũi 1 đạt hơn 97,7%, mũi 2 đạt hơn 13%.